Chiều nay 2 tháng 4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Đến dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tham dự tại điểm cầu An Giang có Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Các đồng chí trong ban giám đốc, lãnh đạo các sở ngành cùng lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tại hội nghị các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt các nội dung cơ bản của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến độ kết quả xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật kết quả xây dựng chương trình tài liệu huấn luyện bồi dưỡng chính trị pháp luật nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dự kiến nội dung hướng dẫn xây dựng tổ chức thực hiện phương án kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại các địa phương nhằm bảo đảm chuẩn bị kịp thời chú đáo đồng bộ thống nhất các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả ngay khi luật có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2024.